360 độ canxi. Chương trình được mang đến bởi canxi hữu cơ Úc Nesgcan. Xin được chào đón quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với 360 độ canxi, chuyên mục được phát sóng vào lúc 18 giờ 15 phút thứ hai và phát lại vào 18 giờ 15 phút thứ sáu hàng tuần trên nhịp sóng Sài Gòn VOH FM 95.6 MHz. Chuyên mục được thực hiện với sự đồng hành tài trợ bởi canxi hữu cơ Úc Nesgcan, giảm chuột rút, ngừa loãng xương, được nhiều người tin dùng. Thưa quý vị thính giả, canxi là thành phần chính trong cấu tạo xương và rất cần thiết để giúp cơ thể chúng ta phát triển cũng như duy trì được chức năng sinh học. Đối với phụ nữ mang thai thì vai trò của canxi lại càng quan trọng hơn. Tuy nhiên, một vấn đề khiến cho nhiều phụ nữ băn khoăn là có nên bổ sung canxi sau sinh hay không? Và nếu có thì nên bổ sung như thế nào để đảm bảo đúng cách và đầy đủ? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Thị Thu Hà, hiện đang là phó trưởng khoa chăm sóc trước sinh Bệnh viện Từ Dũ, để chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này quý vị nhé. Và quý vị cũng đừng quên tổng đài liên hệ của chúng tôi 1800 1125. Ngay lúc này chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi để được bác sĩ giải đáp trực tiếp trong chương trình và gọi về số máy 1800 1125. Việc nhà chưa xong lại nghe tiếng mẹ gọi thiếu canxi chuột rút đau quá, rồi thêm cá chồng, rồi con khóc, và rồi tới con mẹ đây, ấy da chuột rút nữa rồi, sao mẹ ổng con đây, làm sao bây giờ? Chồng canxi Nesgcan, canxi hữu cơ, khoáng chất dồi dào tăng cường thêm canxi, dùng Nesgcan canxi hữu cơ bổ sung canxi cho xương, còn có phốt pho tự nhiên uống ngay. Chồng canxi hữu cơ Úc Nesgcan, canxi hữu cơ Úc Nesgcan với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng, magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Canxi hữu cơ Úc Nesgcan giúp phòng và điều trị thiếu canxi ở phụ nữ mang thai, cho con bú, người trung niên, cao tuổi, trẻ em thời kỳ tăng trưởng. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng. Canxi hữu cơ Úc Nesgcan giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Xin chào bác sĩ Thu Hà và rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho 360 độ canxi của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Chào Ngọc Nhi và quý thính giả. Dạ, trước tiên xin bác sĩ có thể chia sẻ cho quý thính giả nghe đài được hiểu rõ hơn về vai trò của canxi đối với phụ nữ sau sinh ạ. Rất là nhiều thai phụ nghĩ rằng là mình sanh con ra xong là mọi việc đã xong, có nghĩa là bà mẹ cũng không cần bổ sung canxi nữa. Dạ. Thì đó là một cái quan niệm sai lầm. Có một số sản phụ sau khi sanh rồi thì đã rớt vào cái tình trạng mà bị thiếu canxi, làm cho người mẹ rất là mệt mỏi, chuột rút. Có những cái thai phụ á, là trong thai kỳ người ta đã mất một cái lượng canxi trong cái thời gian nuôi con, mình vẫn phải bổ sung canxi vô để cho bù lại cái lượng canxi đã mất. Còn đối với những cái đứa bé mà nó bú sữa mẹ thì mình vẫn phải bổ sung canxi, thì cái canxi đó sẽ đi qua sữa mẹ và nó góp phần giúp cho cái bộ xương của bé được phát triển toàn diện. Do đó bổ sung canxi á, là rất cần thiết trong những cái tháng mà hậu sản. Dạ. Qua những chia sẻ của bác sĩ Thu Hà thì chúng ta cũng biết vai trò của canxi quan trọng như thế nào đối với phụ nữ sau sinh. Nhưng mà Ngọc Nhi vẫn thắc mắc là theo khuyến cáo thì hàm lượng canxi phải bổ sung cho các bà mẹ sau sinh là bao nhiêu? Bởi vì chắc chắn là chúng ta phải có một cái liều lượng cụ thể Cái lượng canxi mà mình bổ sung cho người mẹ sau sanh á, nó cũng tương đương khoảng là trong 3 tháng giữa từ 1.000 tới 1.500, trung bình là khoảng 1.300mg trong một ngày. Cái lượng canxi đó sẽ được phân bổ khoảng 1.000 cho mẹ và khoảng 300 cho đứa bé để phân tán qua cái sữa mẹ và nuôi cho cái bộ xương của em bé được khỏe mạnh. Ngoài ra thì mẹ cũng có thể là phải ăn uống thêm các loại thực phẩm, các loại hải sản, rau, các loại hạt, và đa dạng hóa các cái thức ăn để cho đảm bảo cái lượng canxi được đa dạng, dồi dào, đủ lượng canxi cung cấp cho bé. Vậy chúng ta nên bổ sung canxi cho mẹ sau sinh trong thời gian bao lâu để đủ nhu cầu canxi cho mẹ và bé ở những cái năm tháng đầu đời ạ? Và bác sĩ cũng có lưu ý gì đặc biệt cho việc chọn canxi dành cho mẹ sau sinh để đảm bảo hấp thu cho cả mẹ và bé qua đường sữa mẹ? Thì mình biết là em bé nó bú mẹ, có đứa bé thì bú là tối thiểu là khoảng 6 tháng sau thì bé nó mới ăn dần.
dặm, cho nên là cái lượng canxi 3 tháng đầu gần như là nó bổ sung hoàn toàn từ trong sữa mẹ mà ra. Cho nên là 6 tháng đầu là mình rất là quan trọng, mình phải bổ sung canxi cho mẹ để mà nuôi bé. Rồi sau đó một số bé nó vẫn có bú sữa mẹ cho tới 12 tháng, thậm chí là tới khoảng 20 tháng, thì những cái đứa bé đó mẹ vẫn phải tiếp tục bổ sung canxi, đồng thời là cho bé bổ sung luôn cái canxi để cho sự phát triển của bộ xương của bé nó phù hợp. Về việc chọn lựa canxi thì cái loại canxi mà nó hấp thu tốt nhất cho mẹ và bé đó là canxi hữu cơ. Thì các cái loại canxi hữu cơ á, ví dụ như là NEXGCAN được chiết xuất từ xương bò non và có cấu trúc vi tinh thể, cho nên sẽ giúp hấp thu tối ưu cái loại canxi. Thì cái canxi này còn có thêm các vitamin D3 và K giúp định hướng canxi vào tận mô xương, và đồng thời còn có thêm các cái thành phần ví dụ như là phốt pho, magie và các loại khoáng chất khác làm giảm cái tình trạng chuột rút. Xin được cảm ơn những chia sẻ từ bác sĩ Thu Hà. Và Ngọc Nhi hy vọng rằng những chia sẻ của bác sĩ trong ít phút vừa qua cũng đã mang đến cho quý vị những thông tin y khoa hữu ích. Và trước khi khép lại thời lượng phát sóng hôm nay của 360 độ canxi, Ngọc Nhi xin nhắc lại một vài thông tin về sản phẩm được quý vị quan tâm ngày hôm nay. Đó là canxi hữu cơ Úc có bộ ba canxi, vitamin D3, vitamin K chiết xuất từ xương bò non Úc với canxi và phốt pho, tương ứng với tỷ lệ tự nhiên trong cơ thể người 2:1, giúp cơ thể hấp thu canxi một cách hiệu quả. Sản phẩm có thể được sử dụng cho phụ nữ mang thai và sau sinh để bổ sung canxi nhằm giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Và xin được cảm ơn canxi hữu cơ Úc NEXGCAN một lần nữa vì đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong chuyên mục này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.